Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2024. Chúng tôi đang có mặt tại buổi lễ viếng Phật Thầy Tế An do Ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo 15 Cali tổ chức tại thành phố Santa Ana, Nam California. Và chúng tôi xin giới thiệu ông Ngô Văn Ẩn là trưởng ban giáo lý của Ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo. Ngày lễ viếng Đức Phật Thầy Tế An là vị giáo tổ của Tông Phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Nói đến giáo tổ Tông Phái Bửu Sơn Kỳ Hương thì xuất phát từ Ngài sinh quán ở làng Tòng Sơn, Sa Đéc. Nhưng mà Ngài châu du thời gian hồi lúc còn nhỏ, thành ra khi Ngài trở về thì cũng không ai biết Ngài là ai hết á. Rồi nhằm cái lúc mà có bệnh dịch ở tại làng Tòng Sơn đó, thành ra Ngài mới đến cái ngôi đình, Ngài ngồi trên bàn thần đó. Thì sáng lại cái ông mà từ ông đến đốn nhang thì ông thấy có một người ngồi trên bàn thần, thì ông hoảng hồn, ông vừa chạy mà ông vừa la. Trong khi đó thì Đức Phật Thầy Tế An mới ngoắc kêu ông trở lại, và Đức Phật Thầy thì cho ông biết á, ông đừng có sợ, tôi là Phật Thầy đến đây để mà cứu dân độ thế, ông đừng có sợ. Rồi ông từ này ông lấy lại bình tĩnh thì ông mới hỏi, vậy chứ hiện giờ ở trong làng bệnh dịch rồi nhiều như vậy, ông có thể cứu dân được hay không? Thì Đức Phật Thầy nói là ta cứu được, ông cho làng xã hay đi kêu dân chúng đến đây để ta chữa trị cho. Và đồng thời Ngài ở tại đình Tòng Sơn đó chữa bệnh cho dân ở đó một thời gian. Rồi sau đó thì tại dịp ban đêm á, thì Ngài hay nấu nước rồi này kia, rồi dân làng người ta dưới làng xã đó người ta sợ trái đình á, sợ quá quản, thành ra không cho Ngài ở đó nữa. Rồi cuối cùng Ngài trước khi đi đó, Ngài mới nói trước khi đi để sắm lễ vật rồi kia cho ông khai kê khai cái lý lịch của ông là cái người ở cũng ở tại cái làng Tòng Sơn đó. Rồi cuối cùng thì làng xã kia cũng làm theo như lời của Đức Phật Thầy Tế An cần. Thì đến khi dân làng đến thì nhìn ra ông còn hai người bà con là ông Trần Văn Điểu. Chứ cái ông kia thì tôi cũng quên tên hai ông. Có hai ông là bà con cũng còn họ đoàn với ông đó, cũng giai anh em với Đức Phật Thầy. Rồi sau đó Đức Phật Thầy mới giờ đi chỗ khác. Đó cũng để chữa bệnh rồi giảng dạy cho là tất cả mọi người hiểu được cái đạo Bửu Sơn Kỳ Hương để mà tu hành. Rồi cuối cùng đó vua mới sắc chỉ cho Ngài vô ở trong chùa Tây An cổ tự ở núi Sam. Rồi từ đó đó Ngài mới là phết trương cái môn phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngài cũng thu nhận được 12 vị đệ tử gọi là thập nhị hiền thủ. Đó thì thời gian đó Ngài sinh hoạt từ năm 1849 đến 1856 thì Ngài viên tịch, hiện giờ phần mộ của Ngài còn tại núi Sam. Thưa ông, cái sự liên quan giữa Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hảo. Dạ, thưa anh, sự liên quan của Phật Giáo Hòa Hảo với Bửu Sơn Kỳ Hương thường thì tất cả đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo hay Bửu Sơn Kỳ Hương đều gọi là Bửu Sơn Kỳ Hương là tiền thân của Phật Giáo Hòa Hảo. Và cũng đồng Đức Phật Thầy Tế An thì cũng dạy về cái pháp môn học Phật tu nhân. Rồi đến Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng dạy về học Phật tu nhân. Thì cái lối thờ phượng đồ kia y như trên đây đó, anh đã thấy đó, Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo cũng như là một vậy thôi. Lễ viếng Đức Phật Thầy Tế An sau đó đã được bắt đầu với phần điều hợp của ông Bạch Văn Trung. Kế đến là diễn văn khai mạc của ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban giáo lý, kim trưởng ban tổ chức. Ông đã nói về Đức Phật Thầy Tế An, người đã sáng lập Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương năm 1849 và cũng là nguồn gốc của Phật giáo Hòa Hảo hiện nay. Tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo do ông Lê Hữu Kỳ hướng dẫn và ông Trần Văn Tài, hội trưởng Nam Cali, cùng các vị cao niên làm lễ trước ngôi Tam Bảo. Và sau nghi thức tôn giáo có phần giáo sư Nguyễn Thanh Dầu kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cũng như đóng góp cứu trợ cho đồng bào trong nước vừa trải qua một cơn bão lụt khủng khiếp. Chúng tôi xin tha thiết kêu gọi tất cả chúng ta không phân biệt tôn giáo khắp nơi trên thế giới. Ai có phương tiện, bất cứ ở đâu, bất cứ người nào có thể đóng góp một phần nào để cứu
đóng góp cho cái sự đau khổ hiện tại của đồng bào của chúng ta trong nước. Một lần nữa con xin dâng lên lời cầu nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thầy, Đức Thầy cũng như là các vị thiên liên hãy kính tri và hãy hỗ trì cho dân tộc Việt Nam chúng con sớm thoát qua cơn khổ nạn này. Và sau phần giới thiệu quan khách, cô Hồ Thanh Ngân đã tuyên đọc lời khuyên bổn đạo, tức là 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ, khuyên tín đồ lo tu hành, làm điều tốt, thương yêu mọi người. Kế đến, bà Thái Mỹ Nỉ đọc bài Chư Phật có 4 đại đức của Đức Thầy sáng tác năm Nhâm Ngũ. Tiếp theo, ông Trang Văn Mến, thủ bổn ban trị sự, nói về ý nghĩa lễ viếng Đức Phật Thầy Tây An. Khi vừa mở đạo, Đức Phật Thầy đã dùng phương pháp trị bệnh để cứu vớt chúng sanh. Ngài không thể đem ngay giáo lý cao siêu của Phật ra khai thị, mà phải nương vào tấm lòng tín phục của họ để dìu dắt họ từ chỗ mê tín đến nơi chánh tín. Sau đó trong chương trình còn có phần phát biểu đặc biệt của hai vị quan khách là dân biểu từ bang Tạ Đức Trí và nhà báo cũng là cư sĩ Nguyên Giác Phan Tân Hải đã được đồng hương nhiệt liệt tán thưởng. Phần diễn ngâm sấm giả do Nguyễn Xuân và Nguyễn Kim với bài 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy Tây An. Phần diễn ngâm sấm giảng quyển nhì Kệ dân của người khùng của Đức Thầy do Mai Thị Huyền và Bích Thuận đảm trách. Và chương trình đã kết thúc vào buổi trưa cùng ngày sau lời cảm tạ của ông hội trưởng Trần Văn Tài và phần dùng cơm chay thân mật do Đoàn Phụ Nữ Phật Giáo Hòa Hảo khoản đãi. Phần Đại Nam tường trình cho SBTN từ thành phố Santa Ana, Nam California.